Daikon, còn được gọi là củ cải trắng, củ cải Nhật Bản, củ cải mùa đông, phổ biến trong các món ăn Nhật Bản, Trung Quốc và các món ăn châu Á khác. Loại rau này trông giống như một củ cà rốt lớn màu trắng và thường được ăn sống, nấu chín hoặc ngâm chua. Xin chào các bạn, hãy xem chúng tôi thu hoạch những gì nhé! Đó là một loại củ cải trắng lớn, có tên là daikon, còn gọi là củ cải Nhật Bản. Một trong những loại hoa màu dễ trồng nhất vào mùa thu. Và năng suất cũng rất tuyệt vời. Chúng được trồng rất nhiều tại Nhật Bản, đó cũng là lý do vì sao chúng còn được gọi là củ cải Nhật Bản. Rất có thể đất nước của các bạn cũng đang trồng phổ biến loại củ cải này. Hoặc nhiều người cũng đã từng thử món củ cải muối Nhật Bản. Bây giờ chúng ta hãy xem nó được trồng như thế nào tại Nhật Bản nhé. Mùa đông ở Nhật Bản thật đẹp. Và chúng tôi chuẩn bị trồng củ cải vào mùa hè. đất tơi dốc luôn là yếu tố quan trọng đối với bất cứ loại cây trồng nào củ cải trắng đai con được trồng tốt nhất bằng cách gieo hạt trực tiếp thời điểm gieo trồng tốt nhất là giữa mùa hè hoặc mùa thu nó sẽ phát triển tốt nhất khi trưởng thành trong thời tiết mát mẻ chiếc máy hiện đại này vừa gieo hạt củ cải và vừa phủ ni lông và chúng tôi phải che lưới nhỏ để bảo vệ những cây con. Khi cây con được một tuần tuổi thì bắt đầu tỉa bớt. Những cây con được tỉa đến khi thưa với khoảng cách từ 4 đến 6 in mỗi cây. Thời điểm này tiếp tục làm cho đất tơi xốp. Củ cải có thể được thu hoạch từ 60 đến 80 ngày sau khi xuống giống, vì là giống cải lớn nên nó cần nhiều thời gian sinh trưởng hơn các loại củ cải khác. Trong quá trình phát triển, chúng cũng cần phun thuốc để bảo vệ khỏi sự phá hoại của một số loại côn trùng. đây là thời điểm chuẩn bị thu hoạch củ cải chúng sẽ được thu hoạch bằng các loại máy móc hiện đại tiếp theo là hai quy trình làm củ cải khô và củ cải muối tại nhà xưởng sau khi xử lý củ cải trắng nhật bản sẽ được phân loại để chế biến thành củ cải muối và củ cải khô đây là quy trình làm ra nhũng mẻ củ cải khô còn đây là quy trình làm ra món củ cải muối chứa danh của nhật bản sau khi cho muối vào những củ cải to tròn được nén dưới khối bê tông nặng cả tấn trong công đoạn ướp muối nếu không đè nặng đủ trọng lượng thì món củ cải muối sẽ không ngon nó không khó nhưng phải đòi hỏi sự khéo léo đây là tất cả quy trình trồng thu hoạch và chế biến thành những món của cải khô và củ cải muối nổi tiếng tại nhật bản đương nhiên giá trị của củ cải đã được tăng lên nhiều lần khi tạo ra những sản phẩm như thế này điều mà bà con nông dân của mình có thể học hỏi để áp dụng cho các loại nông sản khác tại quê hương